Cô chào các em. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của bài chính Nước Đại Cồ Việt, thời Đinh Tiền Lê. Phần 2 có nội dung là sự phát triển của kinh tế và văn hóa. Trong phần 2, nói về sự phát triển của kinh tế và văn hóa, thì chúng ta sẽ có hai nội dung, gồm phần 1, bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ, phần 2, đời sống xã hội và văn hóa. Thì theo hướng dẫn mới, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 nhỏ, bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ. Và trong cái phần 1 nhỏ, bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ này, chúng ta chỉ tập trung vào nông nghiệp và đúc tiền trong thủ công nghiệp thôi. Phần 2, đời sống xã hội và văn hóa, thì sẽ là phần tự học dành cho học sinh. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ của phần 2 La Mã nha. Trong cái phần xây dựng nền kinh tế tự chủ này, thì cô sẽ nói về cái nền kinh tế mà chúng ta học ở thời phong kiến sẽ luôn gồm 3 nội dung. Một là nông nghiệp, hai là thủ công nghiệp và ba là thương nghiệp. Luôn luôn là như vậy, sẽ bao gồm 3 cái lĩnh vực như cô vừa nêu. Thì trong đó, kinh tế nông nghiệp sẽ là cái nền kinh tế chủ đạo, nền kinh tế quan trọng nhất ha. Sự phát triển của nông nghiệp nó sẽ là nền tảng thúc đẩy cho sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp. Rồi, chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem nông nghiệp là gì. Chắc chắn là dân của một nước nông nghiệp, chúng ta sẽ biết nông nghiệp chính là trồng cây lương thực, là trồng cây lúa, đúng không? Mang lại cái nguồn lương thực cho người dân. Vậy nói về nông nghiệp thì chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề gì? Trong nông nghiệp thì cô sẽ nói về ruộng đất nè, rồi những cái vấn đề mà làm cho nông nghiệp có thể phát triển hay là bị lụi tàn, đó chính là việc làm thủy lợi. Ở thời Đinh Tiền Lê thì để phát triển nông nghiệp, các vua đã làm những cái việc làm gì? Như cô đã nói, trong nông nghiệp quan trọng nhất là vấn đề ruộng đất và vấn đề làm thủy lợi. Về ruộng đất thì các vua sẽ khuyến khích khai hoang, tức là khuyến khích người dân khai khẩn đất hoang, khai phá đất hoang để biến những cái vùng đất hoang đó trở thành những cái vùng đất canh tác được, mang lại cái nguồn thu, mang lại thu hoạch cho người nông dân. Rồi vua sẽ chia ruộng cho người dân để cày cấy canh tác. Cái chính sách chia ruộng cho dân này chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ thấy nó lặp lại ở những cái triều đại sau nữa. Bởi vì đây là một cái chính sách mang lại quyền lợi cho người nông dân, cũng như là động viên họ làm cho nông nghiệp phát triển. Cái chính sách này còn được gọi là chính sách quân điền. Chính sách quân điền nha cả lớp. Quân có nghĩa là vua, điền có nghĩa là ruộng, là chia ruộng đất của vua cho dân, gọi là chính sách quân điền. Làm thủy lợi tức là những cái công việc như đắp đê để ngăn lũ lụt, đào kênh, nạo vét sông ngòi để mang lại cái nguồn nước cho đồng ruộng. Thì chúng ta thấy là lãnh thổ nước ta lúc bấy giờ đó chủ yếu là ở phía Bắc, thì đồng bằng ở phía Bắc thường là sẽ gặp lũ lụt. Lũ là những cái con nước nó chảy mạnh, dòng chảy rất là mạnh và nó có thể cuốn trôi đi hoa màu, súc vật và kể cả tính mạng con người trên cái dòng chảy của nó. Chảy rất mạnh, chảy xiết, cái đó là lũ. Thì để ngăn những cái dòng lũ đó đó, người nông dân họ sẽ đắp đê, những cái bờ đê cao đó sẽ làm nhiệm vụ ngăn cái sức tàn phá của lũ. Những con kênh, những con sông sẽ được nạo vét thêm, đào thêm để mang lại cái nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng, và đồng thời nó cũng phục vụ cho cái việc đi lại của người dân nữa, tức là giao thông đường thủy. Đây là cô đang nói về cái chế độ quân điền dưới thời Đinh Tiền Lê. Thì trước hết là nói về vấn đề sở hữu, thì ruộng đất trong cả nước ở thời Đinh Tiền Lê là thuộc sở hữu của làng xã,
giao cho làng xã quản lý, và dân trong làng sẽ được chia đều cái ruộng đó cho nhau để cày cấy. Và khi được chia ruộng này, nhận cái ruộng này để canh tác, người dân sẽ có những cái nghĩa vụ đối với nhà vua, đó là nghĩa vụ nộp thuế, đi lính và đi làm lao dịch cho nhà vua. Nộp thuế thì các bạn biết rồi, đi lính các bạn cũng biết rồi. Vậy đi làm lao dịch có nghĩa là làm gì? Thì thường là triều đình sẽ có những cái công việc để cho người dân tham gia, như là đi xây những ngôi chùa, xây những cái tháp để thờ Phật đó, hay là đi đắp đường vân vân. Thì những cái việc làm đó đó, người dân thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, gọi là đi làm lao dịch. Cô mời cả lớp ghi bài. Chúng ta sẽ ghi phần A nông nghiệp trong cái nội dung một nhỏ, bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ. Như cô đã nói, trong cái phần 1 này chủ yếu là chúng ta sẽ tập trung vào nông nghiệp và tập trung vào cái việc đúc tiền trong thủ công nghiệp. Còn cái phần 2 về xã hội và văn hóa là học sinh sẽ tự học. Đó là những cái hướng dẫn mới để thực hiện chương trình lịch sử lớp 7 trong năm học này. Rồi, sau khi đã ghi xong bài phần A nhỏ nông nghiệp thì cô mời các em đến với phần B và phần C, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Ngoài ra thì dưới thời Đinh Tiền Lê, hàng năm nhà vua cũng sẽ tổ chức cái lễ cày tịch điền. Thường là vào mùa xuân, vua sẽ chọn một cái địa phương nào đó và vua sẽ ngự giá về địa phương đó để tổ chức lễ cày tịch điền. Vậy lễ cày tịch điền là gì? Mình sẽ hiểu đó là cái lễ cày ruộng của vua. Lễ cày ruộng của vua, chỉ có vua mới cày tịch điền ha. Thì trong cái lễ đó, sau khi mà vua cúng tế thần nông thì vua sẽ là người xuống ruộng và tự tay mình cầm cày để cày ruộng. Để cày ruộng thì cái lễ cày ruộng của vua được thực hiện vào mùa xuân hàng năm, vào đầu năm mới đó, gọi là lễ cày tịch điền. Lễ cày tịch điền này nó có ý nghĩa là gì? Nó thể hiện cái sự quan tâm của vua đối với nông nghiệp, mà nó cũng thể hiện cái sự gần gũi, không có khoảng cách giữa vua với lại người dân ở dưới thời Đinh Tiền Lê. Cuộc sống rất là êm đềm và giản dị. Trong thủ công nghiệp, tức là những cái nghề thủ công, thì với cái thủ công nghiệp đó, chúng ta sẽ phân chia ra thành hai loại hình: thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp nhân dân. Thủ công nghiệp nhà nước là những cái xưởng thủ công do nhà nước mở ra để làm ra sản phẩm và phục vụ cho nhà nước. Cái này mình sẽ học rõ hơn ở bài 12 và bài 15. Còn những cái nghề thủ công mà nó có từ lâu đời trong nhân dân thì sẽ được gọi là thủ công truyền thống, thủ công cổ truyền, vân vân. Sau này nó cũng chính là loại hình thủ công nhân dân. Những cái nghề thủ công cổ truyền lúc này như là dệt lụa, kéo tơ, làm giấy, làm đồ gốm cũng rất phát triển. Và thời Đinh Tiền Lê thì cả hai triều đại, dưới hai triều đại đều cho đúc tiền để lưu thông trong nước. Thì các em nhìn thấy đó, bên trái màn hình đó là đồng tiền của thời nhà Đinh, bên phải màn hình đó là đồng tiền thời nhà Tiền Lê. Cả hai triều đại này đều cho tiến hành thực hiện đúc tiền để lưu thông trong nước. Và cái việc đúc tiền này, cái nghề đúc tiền này nó cũng là cái ngành thủ công nhà nước đó các em. Nó là thủ công nghiệp nhà nước, vì làm ra các sản phẩm chỉ để phục vụ cho cái triều đình, như là may mũ áo cho vua quan, rồi đúc tiền. Thì chắc chắn là cái nghề thủ công đúc tiền không thể nào là trong nhân dân thực hiện được, mà phải là nhà nước ha. Cho nên là cái đúc tiền được xem là cái nghề thủ công nhà nước. Và cô mời cả lớp ghi bài phần B và phần C. Thương nghiệp là nói về cái hoạt động buôn bán, gồm có buôn bán trong nước
và buôn bán với nước ngoài. Buôn bán với nước ngoài ta còn gọi bằng cái tên là ngoại thương. Thì các em sẽ học những cái nội dung như cô đã nêu trên màn hình. Trong bài này chủ yếu là chúng ta tập trung vào nông nghiệp và nghề đúc tiền của thủ công nghiệp. Phần 2 nhỏ văn hóa và xã hội là phần các em học sinh sẽ tự tìm hiểu bài trong sách giáo khoa nha. Các em mở sách giáo khoa ra, các em sẽ đọc sách giáo khoa trong bài số 9 phần 2 La Mã, hai nhỏ của 2 La Mã, đó là xã hội và văn hóa, để xem xã hội nước ta dưới thời Đinh Tiền Lê thì được phân chia thành những cái tầng lớp trong xã hội như thế nào, và về văn hóa thì đã có những cái thành tựu gì trong lĩnh vực nào ở thời kỳ này. Rồi, bài học số 9 phần 2 La Mã của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em luôn vui khỏe và học tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nha. Thân chào các em.